Đến khoảng 12 giờ 20 phút ngày 2 tháng 7, lực lượng chức năng vẫn đang khắc phục sự cố xe container kéo gãy trụ điện đường dây hạ thế. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng ngày 2 tháng 7, một xe container mang biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy trên đường Hậu Giang. Khi đến giao lộ Hậu Giang Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình thì thùng container vướng vào dây cáp viễn thông kéo ngã trụ điện đường dây hạ thế. Ghi nhận tại hiện trường, trụ điện đường dây hạ thế ngã nghiêng đè lên thùng container. Đoạn đường gần nơi xảy ra sự cố do đang có công trình thi công có rào chắn nên chỉ còn một lối nhỏ qua lại. Sự cố trên khiến giao thông qua khu vực và một số đường lân cận gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại khu vực trên để điều tiết giao thông qua khu vực. Đến khoảng 12 giờ 20 phút trưa cùng ngày, nhân viên điện lực vẫn đang khắc phục sự cố trên.